Xin chào mấy chị An Khang, xin chào. Ngày hôm nay thì An Khang sẽ ra mắt quý vị một sản phẩm của Acer, đó là Acer Aspire VX5 591G phiên bản i5 và i7. Gần đây Acer đã khiến cho các dòng laptop gaming của mình bắt mắt hơn với thiết kế độc đáo và mới mẻ. VX5 có thiết kế hầm hố, lấy ý tưởng từ một chiếc xe hơi thể thao với hai hốc tản nhiệt dạng Z hầm hố. Nổi bật với các lá tản nhiệt xếp theo hình mang cái khiến VX5 trông dữ tợn hơn. Phần bản lề màu xám trắng bằng nhựa, giả nhôm với dòng chữ là Aspire VF5 khắc chìm sang trọng. Thiết kế này đã tạo ra cho sản phẩm một vẻ ngoài cực kỳ năng động, đẹp mắt và đầy sức mạnh. Để tối ưu cho trải nghiệm chơi game, màn hình VX5 còn là dạng chống chói với công nghệ Acer Color Blast độc quyền, mang lại màu sắc trung thực, độ phân giải Full HD cao, giúp trải nghiệm game sống động hơn, màu sắc thật hơn. Công nghệ Blu-ray Shield cũng sẽ giúp game thủ khỏe mắt hơn khi ngồi cả đêm và ngày với máy. Bàn phím Aspire VX5 được trang bị full size với layout quen thuộc. Độ này là 1.5mm cùng với cụm phím WASD nổi bật giúp bạn dễ dàng định vị khi chơi game. Ngoài ra thì VX5 cũng được trang bị đèn LED sáng đỏ. Bàn di chuột của chúng ta thì có viền chỉ đỏ tạo điểm nhấn, bề mặt dạng nhám mịn, giảm ma sát mang lại trải nghiệm vuốt chạm tốt và ít bám vân tay. Với lợi thế là thân máy hầm hố nên Acer VX5 có đầy đủ các cổng kết nối để bạn dễ dàng sử dụng nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm một cổng USB thường, khe đọc thẻ nhớ SD, jack 3.5mm ở cạnh phải. Cạnh trái của chúng ta sẽ có cổng LAN, HDMI, hai cổng USB 3.0 và một cổng USB Type-C 3.1. Aspire VX5 được trang bị viên pin 3 cell 52Wh và cục pin này cho thời lượng sử dụng rất là tốt. Với các tác vụ văn phòng giải trí cơ bản thì thời lượng pin lên tới 3,5 tiếng. Còn nếu chỉ dùng để gõ văn bản, lướt web, làm việc với Photoshop thì thời lượng pin có thể kéo dài được hơn 4 giờ. Sở hữu một cấu hình khủng khiếp với chip HQ4x8 luồng thế hệ thứ 7 Kaby Lake mới nhất của Intel, Aspire VX5 có hai lựa chọn cấu hình bao gồm Core i5 và Core i7 với một mức giá chênh lệch khoảng 3 triệu đồng tại An Khang. Điểm đáng chú ý nhất trên VX5 đó chính là card đồ họa rời Nvidia GeForce GTX 1050 là phiên bản GPU kiến trúc Pascal được Nvidia giới thiệu gần đây. Phần còn lại của cấu hình đó chính là RAM DDR4 8GB. May vẫn còn một khe trống để bạn có thể nâng cấp thêm một thanh RAM 16GB nữa. Đều trang bị sẵn hai ổ cứng bao gồm một SSD M2, tốc độ cao và một ổ cứng HDD dung lượng 1TB, thoải mái để lưu trữ game hay các sản phẩm đồ họa. Công nghệ Wi-Fi chuẩn AC kết hợp với Wi-Fi MIMO cũng giúp tăng tốc độ kết nối 3 lần. Sóng mạnh hơn mang lại đường truyền Internet ổn định để bạn yên tâm chơi game, lướt web hay là xem phim. Như vậy là VX5 là một sản phẩm có tính phá cách của Acer, chưa từng thấy trên dòng laptop gaming khác của hãng. VX5 có thiết kế chắc chắn, hoàn thiện tốt từ lớp vỏ nhôm, nhẹ vừa phải 2.5kg, cấu hình hợp lý với mức giá hơn 20 triệu đồng cho phiên bản Core i5 và hơn 23 triệu đồng cho phiên bản Core i7. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!